Xin chào mọi người. TikTok chính của mình hình như đang bị report. Cái nội dung càng bị report thì mình sẽ càng đăng lên cho mọi người xem. Hôm nay mình nói về cái tướng ngồi của Khế. Nó không phải là do tự nhiên mà là do nhiều yếu tố tác động tới. Thứ nhất là cái đuôi nó to, nó mới trụ được cái tướng ngồi. Thứ hai là do nó bắt chước người cha quá cố của nó là Quách. Quách là con mèo bị thực chân cho nên nó ngồi dựa một bên để giảm trọng lượng đè lên hai cái chân của nó. Tuy là không phải hai cha con ruột nhưng mà con Quách nó nuôi Khế từ nhỏ cho tới lớn. Nó thương con Khế như con ruột của nó luôn. Khế cũng rất là thương con Quách. Từ nhỏ con Khế nó bẩm sinh là nó thông minh với nó hay bắt chước lắm. Từ nhỏ nó thấy con Quách ngồi cái kiểu dựa tường là nó đã bắt chước từ nhỏ rồi. Dù là con Khế nó không có bị tật mà nó vẫn bắt chước được cái tướng ngồi của con Quách. Do nó đã tập ngồi như vậy từ nhỏ cho nên lớn lên nó ngồi rất là dễ dàng. Khế nó ngồi như vậy cũng như là an ủi cha nó vậy đó. Cha nó sẽ không có thấy là mình khác loài. Và cha của Khế cũng có cái thói quen là nằm ngửa ngay từ nhỏ. Nó có thể nằm như vậy suốt một tiếng đồng hồ và ngủ luôn. Cũng là do hai cái chân nó yếu do đó nó nằm ngửa riết nó quen. Khế nó đeo theo con Quách do đó những cái thói quen nào của con Quách là Khế đều bắt chước được hết. Khế là một con mèo lành lặn mà nó có thể bắt chước cái kiểu ngồi cho tới cái kiểu nằm của con Quách. Coi như kiểu ngồi gia truyền của cha nó để lại cho nó. Cái kiểu nằm lật ngửa bụng rất là khó, còn Khế nó nằm như khi không được, nó phải dựa một bên như vậy nó mới nằm được. Và chú ý nha, những cảnh quay mọi người đang thấy hoàn toàn là tự nhiên, mình không có nhúng tay vô. Nhiều khi nó đang tập nằm mà mình quay quá cái nó quạo nó bỏ đi chỗ khác đó. Nè, trong khi Quách có thể nằm thẳng không cần dựa ở đâu hết, còn Khế nó phải dựa vô tường. Nó gắng nó tập giống con Quách nha. Nó nằm chút nó mệt cái nó quay lên là con Quách cứ nằm vậy hoài đó. Những video này là lúc con Quách còn sống nha mọi người. Con Quách nó ăn hạt quá nhiều, nó bị bệnh thận. Cái chỉ số thận của con Quách nó quá cao, do đó tôi phải đem lên Sài Gòn. Dù biết là con Quách nó bệnh nặng không qua khỏi, nhưng mà cuối đời con Quách điều mà tôi hối hận nhất là tôi tin tưởng tôi giao con Quách cho thằng Huỳnh Trực Trung ở phòng khám Full Bed Sài Gòn, quận Tân Phú. Cũng như bao người khác thấy người ta tung hô ba Trung Phú, cũng như bao người khác thấy người ta tung hô ba Trung cứu chó cứu mèo trên mạng, họ tung hô nó lên như thánh sống vậy đó. Lúc này mình cũng ngu, mình nghĩ con mình nó sẽ gửi lên cái phòng khám Full Bed này là phòng khám tốt nhất. Cái bệnh của Quách cần mổ gấp. Mà Quách phải nằm chờ 2 ngày để ông bác sĩ từ Hà Nội bay về mổ cho nó. Cái vấn đề mổ mà chết trên bàn mổ là tôi không nói. Khi ông bác sĩ đã mổ cho con Quách xong rồi, 2 ngày sau con Quách nó bị biến chứng. Tôi đem con Quách quay lại phòng khám Full Bed, nhờ cho thở oxy thôi. Thằng Huỳnh Trực Trung nó đứng trước cửa, nó đóng cửa lại, nó nói là hết giờ làm. Lúc đó là khoảng 9 giờ 45 tối, nó nói là không có người trực. Trong khi nó đã ăn tiền mổ của con Quách là 8 triệu và những tiền khác là hết cả chục triệu. Trong lúc đó nó bấm cửa sập xuống, nó không tiếp luôn. Thì tôi phải chở con Quách đi là những nơi khác cầu cấp cứu, cầu thở oxy cho con Quách. Tới chỗ bác sĩ Khánh cho thở oxy, Quách đã đỡ lại. Nhưng mà chỗ đó đông mèo quá, không có nhận mèo thêm được. Nhưng cũng mừng vì họ cho Quách thở oxy chút xíu, Quách đã tỉnh lại. Rồi tôi phải ôm Quách chạy đi kiếm cái nơi nào chịu nhận mèo. Nhận qua đêm tại Quách nó quá yếu rồi. Rồi tôi lại chỗ đó tên là Rocare hay là Bedro gì đó. Gọi điện thoại cho họ lúc 12 giờ mấy mà họ vẫn mở cửa, vẫn nhận con Quách vô. Và họ nói sẽ túc trực cho tới khuya nhưng mà chủ thì về nhà tại vì họ phải đóng cửa. Rồi tôi về tôi đợi thì 5 giờ mấy người ta điện lại người ta nói là Quách tắt thở rồi. Tại vì Quách nó mổ xong nếu mà vượt qua 7 ngày nó sẽ sống mà mới có 2 ngày à. Mà chính cái phòng khám đã nhận bệnh cho con Quách, nó đã mổ cho con Quách nó ăn tiền rồi. Mà quay là họ phẫu này là đuổi bệnh nhân đi. Cái vấn đề con Quách chết tôi không nói mà vấn đề trách nhiệm. Rồi khi tôi nói nó thì thằng Trung nó nhắn với tôi, nó nói là do nó bị chó cắn cho nên nó không có nhận con Quách được. Lúc thì nói phòng khám hết thuốc, lúc thì nói không có người trực, lúc nói chó cắn. Một người mang tiếng là cứu chó mèo mà nói chuyện lương lẹo, nói chuyện hai ba lời như vậy thì mọi người nên xem lại cái nhân cách con người này là như thế nào. Và tôi khuyên mọi người khi mà đem bé đi trị bệnh phải tìm hiểu cho kỹ, cho rõ cái phòng khám đó, đừng nên nghe những lời tung hô trên mạng. Tôi thấy có nhiều con chó con mèo được cộng đồng chia sẻ like nhiều, nó cứu bên phòng khám, nó cứu sống nha. Và những trường hợp bị bạo hành, bị đánh đập đó, người bên phòng khám của nó bia rất là dữ nha, yêu thương bảo vệ chó mèo đồ. Có thể là do tôi xui, lúc tôi đem con Quách lại tôi cũng không tên không tuổi, tôi không có khoe ăn mèo mình được nhiều người thích hay là không khoe gì hết. Với lại tôi tự ở dưới quê lên mà, nếu có gì xảy ra mình cũng đâu có đủ tiếng nói để mình phốt nó đâu. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Hy vọng qua vụ con Quách, đừng có ai ngu như tôi mà tin tưởng những lời tung hô trên mạng xã hội, tung hô Phật sống thần y đồ. Những người càng được tung hô mọi người phải coi lại. Người thầy thuốc trị bệnh đúng lương tâm nghề nghiệp là người ta bận lắm, người ta không có rảnh mà lên mạng hoài đâu, chứ không có rảnh thuê báo này báo kia để nâng bốc mình hoài đâu. Thà làm về giải trí, có thể nâng bốc có thể khùng đi như thế nào cũng được, nhưng mà về cứu mạng những con vật, nâng bốc cho dữ mà vô lương tâm, vô trách nhiệm, chỉ thể hiện trách nhiệm ở trên mạng xã hội. Thời buổi bây giờ người ta tạo truyền thông bẩn nhiều lắm nghe mọi người. Mọi người phải tỉnh táo trước khi lựa chọn quyết định nha. Đừng có tin vô những người mà được đánh bóng, được nâng bốc. Những người đó mọi người cần phải nghi ngờ và cần phải điều tra thật là kỹ nha. Rồi tạm biệt mọi người. Đang tính nói về vấn đề ăn Khế mà tự nhiên chuyển qua Quách. Hôm nay nhớ tên Quách tự nhiên cái lên cân đi.